trong điện thoại của sao có gì. Khi mà đưa ra mà bạn mình cảm thấy bất cỡ nhất. Không biết là hai em lưu tên của bạn trong điện thoại là như thế nào nhỉ? Mẹ Rona. Nani? Cô đó cũng là một diễn viên chính trong phim Penthouse. Còn nếu là anh thì anh sẽ nhân vật nào trong phim đó? Anh là mẹ Jenny. Mẹ Jenny. Anh hùng vậy luôn á hả? Mèo mèo in your area. Mèo 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 mèo.